tắt nè nha, tắt rất là đẹp, cây cao rất là đẹp. Anh em nào muốn mua tắt á, thì đây có số điện thoại đây để mình quay luôn cho. Ngay chỗ anh em đi tới huyện Mỏ Cày, Mỏ Cày Bắc á, Mỏ Cày Bắc mà cái trên đường gần tới cái cầu qua nhà thờ Cái Tắc tí xíu á, phía bên tay phải đây. Chỗ nhà thờ, nói chung là chỗ khu nhà thờ Cái Tắc á, ta bán rất là nhiều. Hiện tại còn khoảng 3 tuần nữa là Tết. Đây, rất là nhộn nhịp mà. Chậu quay sẵn rất là nhiều. Đây, người ta đã sơn chậu rồi. Tắt để hai bên đường này có thể là có người mua rồi đó. Cây tắt một chậu như thế này gồm rất nhiều cái tắt nhỏ ghép lại. Đây là sơn chậu rất là nhiều nữa. Cái loại tắt đó thì mình chỉ mua để dưng thôi, chứ mình không có trồng lại được. Cái loại tắt này nè, loại tắt mà một gốc như thế này nè, mình mua mình có thể trồng lại được ha. Trồng nó sống ha, trái rất là nhiều. Đấy. Đây là vườn ươm dừa. Mấy cái chậu tắc này nè, thấy thấy trái đặc không ha, thấy rất là đặc luôn ha. Đấy, nó gồm nhiều cái gốc tắc nhỏ người ta ghép lại, ở trong người ta chằng kẽm chằng chịt trong đó luôn á. Đấy, người ta mua này để trưng thôi. Còn cái tắc kế bên nè, người ta mua vậy thấy người ta trồng được, nó có một gốc à, trái cũng nhiều lắm. Cái loại tắc này nó không có đẹp bằng cái loại nhỏ này, trái chằng chịt luôn ha. Đấy, nhưng mà có thể trồng lại được. Đấy, tùy là thích mỗi người thôi, mà cái nào cũng đẹp cả. Đấy. Tắc thì ở ngoài Bắc á, có sống người ta kia bằng hạnh, cái hạnh ha. Cái hạnh thì mình cũng chả biết cái tên gọi nó chính xác là cái gì, mình chỉ biết ở đây là kêu là tắc thôi. Cầu Hòa Khánh ha. Cái hạnh có nghĩa là hạnh phúc quá không chừng ha, mai thì là may mắn. Tắc đây, nhớ đây, cái vườn tắc nè, năm nào người ta cũng trồng đó, rất là trái, rất là nhiều người ta trồng. Chứ ra giờ người ta không có bán trái đó. Chứ ở đây phía bên tay trái là một cái vựa tắc ha, khu mua tắc, vườn mai. Vựa tắc nhớ là vườn mua tắc quanh năm luôn á, mà giờ tắc người ta không có bán nữa. Người ta để trồng như thế này để là người ta không bán trái, người ta để bán làm kiển ha. Còn những là người ta trồng ngoài đất luôn á, đấy thì người ta mới bán trái thôi. Đây là những này trồng kiển nè ha, nó cũng có nhiều lắm, rất là đẹp ha. Giờ dưới đi có tắc nhiều, rất là đẹp. Đây những cái chậu ha, rất là đẹp. Đây xứ sở của tắc luôn. Tu có thể là giờ ông làm cha luôn rồi, không chừng á. Không sai nha. Mỗi một cái nhà nào người ta làm như chuyên một hai cái thôi, thì người ta cũng có đa dạng nhiều đó. Ở chuyên thì nó dễ bán hơn, đa dạng thì những cái nào mà lớn á, phải mới là ngay tắt ha. Rất là nhiều tắc. Đây, người ta làm là một thứ đó, nó dễ chăm sóc. Số lượng thứ mà số lượng nhiều nó dễ chăm sóc. Rồi người ta sẽ bán đi những cái bữa kiện này, mỗi mua mỗi ít gì đó. Sai ha, một gốc mà trái người ta làm nó là nghệ thuật rất là đẹp. Cái dạng đó thì nó rất là khó làm. Đấy. Cái đây thì kêu bán ra giá thành chắc chắn là nó sẽ cao rồi. Phía trước chúng ta là nhà thờ Cái Mơn ha. Tắt đèn mình sẽ quay tiếp thôi.